Xin chào anh chị và bà con đã trở lại với trại ốc Mê Công. Cho em xin được nhắc lại thì trại ốc Mê Công gồm có hai cơ sở. Cơ sở 1 thì thuộc về quận Cái Răng của thành phố Cần Thơ, chuyên nuôi ốc dưới mương vườn và bằng nước sông. Cơ sở 2 thì nuôi trên bể bạc và nuôi bằng nước giếng khoen. Và, và bây giờ thì bên em tiếp tục thí nghiệm nuôi bằng nước sông Hồ. Thì cái con cân trước mắt hiện tại ở đây là nó dắt nước từ những con cân lớn dẫn từ hồ Dầu Tiếng về. Thì nó có cái nước của nó thì nó tính chất giống như nước của sông á. Vì hồ Dầu Tiếng nó là thượng nguồn của con sông Sài Gòn. Thì anh chị cứ nói là nước sông, nước hồ thì cũng được. Thì bên em hiện tại đang nuôi thí nghiệm nguồn nước này để đánh giá rằng là xem nguồn nước nào nó tốt cho con ốc hơn. Và em nuôi nhiều loại nước thì em có thể tư vấn cho bà con khi bà con nuôi nước nào em cũng có thể tư vấn cho bà con được. thì hôm nay ốc của em được 29 ngày. em mời anh chị và bà con quay trở lại với cái bể ốc của em để xem xét rằng là ốc 29 ngày thì nó phát triển có tốt hay là không. quá trình tốc độ phát triển về kích thước, về vỏ ốc có được như kỳ vọng hay là không. thì trước mặt anh chị đây là hai cái bể mà em thường xuyên quay cho anh chị em xem còn những cái bể kia thì ốc nó đang đẻ em đang khai thác trứng để em nhân đèn à, chắc ít bữa nữa thì em sẽ dồn cái bể mấy cái bể ốc lớn lại vô một cái bể lớn và em sẽ tiếp tục làm thêm những cái bể khác và quay tiếp cho anh chị em xem những cái bể đó để cho anh chị có cái nhìn tổng quan luôn tức là so sánh nhiều bể luôn à, như vậy thì nó sẽ có một cái nhìn cắt quen và khái quát hơn à, ngoài ra thì bên em đang có nuôi bèo tấm ở trên bể bẹt. Anh chị và bà con có nhu cầu nuôi bèo tấm thì alo cho em à, Bên em thì đang nuôi bèo tấm đấy anh chị Thì bây giờ em sẽ mời anh chị và bà con tiến đến cái bể mà em nuôi bèo tấm à, trên bể bạc Thì hiện tại bên em đang cung cấp một cái loại phân chuyên nuôi bèo tấm Anh chị và bà con nào đang nuôi ốc trên bể bạc mà cần bèo tấm để nuôi ốc Thì cứ liên hệ bên em, bên em sẽ tư vấn và chia lại cho cái phân mà nuôi, nuôi bèo thì đây là cái bể mà em nuôi bèo tấm này, em có bỏ thêm bèo tay tượng vào. Thì uh, mục đích của em rằng là chắc tầm khoảng 1 2 tuần nữa em sẽ vớt bớt bèo tay bèo tấm ra. Và chờ bèo tay tượng nó nở ra thì em sẽ nuôi ốc ở bể này. Những cái bể ở dưới kia thì em sẽ hoàn thiện dần và em cũng lại nuôi bèo tấm. Rồi em lại cho nó ăn, rồi em lại thả bèo tay tượng vào, tức là em cứ làm từ từ như vậy để em có một cái lượng bèo tấm vừa cung cấp cho ốc mà khi bèo tay tượng nó nở ra thì em cũng có cái lượng bèo để em tắt nó ra để em chuẩn bị tiếp tục nuôi thêm ốc nhân nhân đàn thêm thì đây là cái lý do mà em quay cho anh chị em xem đó thì bèo tấm khi được nuôi trên bể bẹt vẫn phát triển rất là tốt anh chị anh chị để ý nó có một cái màu xanh rất là ok à, còn ở đây là mấy cái lá bèo to là cái bèo tay tượng đó thì à, em sẽ quay thêm cho anh chị em xem cái bể này bể này thì ốc nó cũng đang đẻ đó, anh chị thấy xe xe như kia kìa Đó, trứng nó nói kìa, màu trắng kìa Bên này tổ đó này Rồi ở đây nó cũng đang đẻ này Thì em quay sát xét, xét một chút xíu nhé Đây anh chị Đó Đây cũng có đẻ này, đây mấy tổ này Chỗ này cũng có này Đây Đó, thì Bà xã em đang đi nhặt trứng Em đi nhặt mấy cái tổ nhỏ trước đi Ấy, mấy cái bể nhỏ trước đi đi vòng hết nhỏ nhỏ đi qua bể này Đấy, à, mình nhặt trứng xong thì mình sẽ mang về mình ấp và mình tiếp tục nhân đèn anh chị nhé à, quan cảnh thì bên em thì hiện tại cũng đang làm thêm rất nhiều bể đương nhiên thì tốc độ nó hơi chậm mong anh chị và bà con thông cảm vì có khá là nhiều công việc với lại một số lý do nên em cũng rất là chậm tiến độ thì em sẽ mở từng bể từng bể một thì em xin nhắc lại rằng là cái bể này em làm bể âm À, vừa có ở dưới mặt đất và vừa nổi trên luôn thì em lấy đất em đắp vào để cho bẹt nó được nó, nó lâu hư làm bể này nó sẽ bền hơn và cái thứ hai thì em làm diện tích bể này là bề ngang là 7 5 m bề dài là 14 m nó có diện tích là 70 mét vuông và em đang làm dần xuống à, sau khi mà em làm xong những cái bể này thì sắp tới ở dưới kia em sẽ mướn máy múc em múc luôn em lót bẹt trực tiếp luôn không cần phải đóng khung cây nữa nó sẽ tiết kiệm hơn bên em rất là nhiều và mời anh chị và bà con trả lại với hai cái bể ốc mà em thường xuyên quay cho anh chị em xem thì hôm nay ốc được 29 ngày bây giờ em sẽ mời anh chị và bà con tiến gần tới để đầu tiên thì mình sẽ <laughs> coi được cái quan cảnh về vấn đề bèo nước cũng như là ốc của bể đó thì đây là cách bố trí bèo bên em 80% diện tích là bèo tay tượng khi anh chị bố trí như này thì trong quá trình nuôi ốc anh chị sẽ không cần phải thay nước và không cần phải sử dụng bất kỳ một loại thuốc thủy sản nào đương nhiên thì khoáng đa vi lượng mà cung cấp cho ốc để hình thành vỏ thì anh chị phải sử dụng đây là điều bắt buộc dù anh chị nuôi ở hình thức nào cũng phải cần phải sử dụng hết tuy nhiên thì nuôi ở dưới ao thì anh chị sẽ sử dụng ít hơn vì trong vì trong lòng đất cũng như là trong nước dưới ao thì nó cũng có một phần khoáng rồi nên sử dụng ít hơn còn khi mình nuôi trên bể bạc thì mình sẽ phải sử dụng nhiều hơn Đấy. thì bây giờ mình tiến xét tới bắt một số ốc lên để mình kiểm tra nước rất là trong nha anh chị nước là mình có thể coi được tới đáy luôn do là mình quay ban ngày nên ốc thì sẽ nhìn thấy không được nhiều đâu anh chị và bà con muốn thấy gió ốc thì phải quan sát vào ban đêm vì buổi tối ban đêm thì cái đặc tính của ốc là nó lên nó ăn nên mình sẽ dễ nhìn thấy còn ban ngày thì rất là khó thấy vì nó xuống dưới đáy hết rồi hoặc nó lấn vào trong bèo thì bây giờ thì em cũng sẽ bắt một số con để kiểm tra đây, mình đã thấy rồi, vài ba con rồi Nó núp ở dưới bèo thôi à, Đây là anh chị Ốc 29 ngày tuổi là anh chị đánh giá về tổng quen thì anh chị phải, khi mà anh chị nuôi ốc á, muốn biết con ốc nó phát triển hay không á Đầu tiên thì anh chị hãy nhìn vào cái vỏ của nó Nó có một cái màu là hơi vàng vàng, chấm bông đen Nha, Ốc con nó phải có màu như vậy, đừng đừng có màu đen thui con ốc có màu đen thu thì đó là con ốc rất chậm phát triển thứ hai là khi con ốc nó ngậm miệng lại nó phải có một cái độ hở như này độ hở như này tức là con ốc nó đầy vỏ rất là tốt chứng tỏ rằng là trong quá trình nuôi thì mình đã cung cấp đủ cho nó cái lượng khoáng để nó hình thành vỏ thì vỏ nó phải hình thành trước ruột nó phải có cái độ đầy như này nhá mỏng này mới là ok này còn con ốc con khi mà anh chị bắt lên mà nó có cái màu thật là đen và vỏ thì sần sùi hoặc là cứng ngắc không có cái độ đầy vỏ như này thì đó là con ốc thiếu thiếu canxi, phosphor hoặc là thiếu một số nguyên tố đa vi lượng khác à, con ốc đó sẽ rất là chậm lớn <laughs> thì à, em sẽ bắt thêm một vài con nữa để à, mình có một cái đánh giá tổng quan hơn em đang bạch bèo ra đây anh chị con này thì về kích thước thì nhỏ hơn con ốc lúc nãy đương nhiên thì do nó nhiều ngày tuổi khác nhau nên không thể đồng đều nhau 100% được nhưng mà xét về vỏ thì nó cũng vẫn vẫn được đẹp như vậy thứ nhất là nó có cái màu cũng là màu hơi vàng vàng chấm đen thứ hai là vỏ rất là bóng và có cái độ đẩy vỏ rất là ok thì đây là những đặc điểm của những con ốc mà nuôi phát triển tốt thì anh chị dáng cố gắng làm sao cung cấp khoáng ok khi mà anh chị cung cấp khoáng đầy đủ thì con ốc nó sẽ lớn rất là nhanh à, việc còn lại thì anh chị chỉ việc là cung cấp cho nó đầy đủ thức ăn là ok rồi đây em sẽ bắt thêm một vài con nữa để sẽ chỉ cho anh chị em xem rằng là con ốc như nào là nhanh lớn mình nuôi thì mình cứ việc lấy cái thấy cái tiêu chí bên em đưa ra làm gì so sánh là ok đó thì tổng thể thì vẫn là như nhau thôi ốc phải có cái màu hơi vàng vàng chấm đen đây là màu của con ốc phát triển vỏ tốt thứ hai là bóng mỏng vỏ thứ ba là cái khi mà con ốc nó ngậm miệng lại thì cái độ đẩy vỏ của nó là con thì đó là con ốc màu phát triển ở à, đây là mình kiểm tra cái bể ốc uh, thứ hai bây giờ mình sẽ quay qua kiểm tra cái bể ốc thứ nhất để thử xem rằng là ốc ở bể thứ nhất nó có được phát triển giống như bể thứ hai hay là không để mình biết mình đánh giá và mình điều chỉnh thức ăn lượng khoáng và một số yếu tố khác cho nó phù hợp rồi ok đây là anh chị thì bể ốc thứ hai cũng có những đặc điểm tương tự thôi đó là con ốc có cái màu vàng chấm đen à, vỏ thì mỏng đẩy vỏ thì tốt à, bóng bóng loáng luôn không có sờn xước gì hết đít thì không bị mòn à, tốc độ phát triển thì ok đương nhiên thì tuổi này thì chưa lớn nhanh lắm đâu sang giai đoạn tháng thứ hai trở đi thì ốc mới lớn nhanh đó là những cái đặc điểm của con ốc lớn nhanh hay lớn chậm thì em phân tích cho anh chị em biết để anh chị có thể trong quá trình nuôi á thì có một cái nhìn khái quát về và nhận biết được ốc như nào là chậm lớn và ốc như nào là nhanh lớn để mình có thể điều chỉnh cái lượng khoáng và lượng thức ăn sao cho phù hợp thì em dùng cái máy quay em quay sơ lại cái quang cảnh cho anh chị em xem sắp tới thì bên em sẽ đẩy tốc độ nhanh hơn tiếp tục đi kiểm tra ốc của bể thứ nhất cho anh chị nhé À, mình lại bắt thêm vài ba con nữa mình sẽ bắt ở những vị trí khác nhau để xem rằng là nó có được như các vị trí khác hay là không đây đây là con ốc 29 ngày tuổi đương nhiên thì cũng có những con nở trước con nở sau anh chị khoan hãy xét về kích thước mà cứ đánh giá vỏ là anh chị có thể suy được là ốc lớn hơn đánh chậm đó thì những con ốc mà em bắt hai con ốc này nó cũng có những đặc điểm như trên đó anh chị thấy rằng là màu sắc là như vậy bóng mỏng rồi có cái màu nói chung là nó rất là đẹp. Đấy, cái độ đầy vỏ rất là ok. Rồi, bây giờ thì kiểm tra ốc một vòng mình đã kiểm tra cũng đã ok rồi. Thì hôm nay em sẽ xin chia sẻ cho anh chị em một chút cái vấn đề là đối với những người mới nuôi thì mình nên chọn là mua trứng giống hay là mua con giống để cho phù hợp với cái điều kiện kinh tế, điều kiện tự nhiên cũng như là phù hợp với cái trình độ kỹ thuật của mình. Thì em sẽ phân tích cho anh chị em biết giữa cái ưu nhược điểm giữa hai cái vấn đề uh, mua ốc giống và mua trứng giống nhá. Vì em là người đã trải nghiệm trước, em chỉ dùng những cái kinh nghiệm của em để chia sẻ cho anh chị và bà con thôi. Không có ý định là dạy bảo hay là thế này thế kia. Trên tinh thần là một người đi trước, em sẽ nói ra những cái ưu nhược điểm cho anh chị và bà con tự lựa chọn chứ không phải là kêu anh chị và bà con lựa chọn cái mô hình nào nhá Tùy anh chị và bà con mình mình dùng như mình mình lựa cái nào cho nó phù hợp với cái khả năng của mình thôi. Em chỉ phân tích cái ưu nhược điểm thôi. Thì em sẽ quay vừa quay vừa nói chuyện với anh chị và bà con về vấn đề chọn ốc giống hay là trứng giống. À, trong quá trình nuôi thì mỗi một bước đi, à, một sự lựa chọn của anh chị cũng đều ảnh hưởng đến cái chất lượng và cái quá trình của anh chị nuôi. OK, à, mời anh chị và bà con trả lại với cái tư vấn của em về chọn con ốc giống hay là trứng giống. Thì à, xét về mặt à, ưu nhược điểm á, khi mà anh chị chọn à, ốc giống á, à, thì anh chị sẽ phải bỏ ra một cái lượng tiền khá là lớn khi anh chị nuôi. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á là cái con ốc giống nuôi ở một cơ sở bán giống, khi chuyển tới nhà anh chị nuôi, nó sẽ khác cái nguồn nước nó sẽ thay đổi môi trường làm cho con ốc có khả năng bị ảnh hưởng đến sức khỏe. Và cái nữa là con ốc giống cần phải di chuyển với một quãng đường xa, nó sẽ nó cũng làm ảnh hưởng đến sức khỏe luôn. Thì đó cũng là một cái ảnh hưởng đến sức khỏe của con ốc. Thì vấn đề ở đây là anh chị mua ốc giống anh chị anh chị được cái gì? Anh chị chỉ được con ốc coi như là con ốc được khoảng 2 tuần tuổi thôi hoặc 3 tuần. Còn ngoài ra bất lợi của anh chị có rất nhiều thứ, đó là bất lợi về kinh tế là tiền anh chị phải bỏ nhiều hơn. Thứ hai, anh chị bất lợi về con ốc nó nó lại nguồn nước. Thứ ba là bất lợi về vấn đề về di chuyển xe, sức khỏe sẽ yếu. À, còn về vấn đề về chọn là trứng giống, trứng giống thì mình có những ưu nhược điểm nào. Xét về nhược điểm thì anh chị cần phải mất thời gian đến chị ấp nở và ứa con. Thời gian rơi đâu đó khi ấp trứng là khoảng từ 7 đến 10 ngày hoặc hơn một tí vì là trong quá trình mà À, các cơ sở họ bán trứng thì họ đã thu vô thì đã mất một vài ngày rồi thường thì chạy từ những trái trứng mà mới đẻ ra cho tới khi nở thành con tầm khoảng 18 ngày thì đến tới tay của anh chị là nó cũng nằm đâu đó khoảng chừng bốn năm ngày đến 6 ngày rồi thì số thời gian mà ấp còn lại chỉ còn lại trên dưới 10 ngày thôi nó khoảng thời gian đó đó là cái nhược điểm là anh chị phải mất thời gian và mất một chút công nhưng mà về vấn đề ưu điểm thì ưu điểm của nó là cái gì em sẽ xin chia sẻ thật tình để cho anh chị và bà con biết được cái ưu điểm này để mình có thể lựa. phân tích cái ưu điểm cho về vấn đề về mua trứng về ấp để cho anh chị và bà con tự lựa chọn em không có khuyến cáo anh chị và bà con lên lựa cái nào hoặc bỏ cái nào thì khi mà anh chị chọn cái vấn đề về mua trứng thì đầu tiên thì giá trứng hiện tại bây giờ nó chỉ rơi đâu đó từ 400 đến 500 ngàn thôi đó là cao nhất rồi đương nhiên thì cũng có những thời điểm nó lên tới 6 700 nhưng mà thời điểm đó nó qua rồi Bây giờ ở ngoài Bắc họ đã à, nhập đủ rồi thì trong miền Nam giá trứng sẽ có chiều hướng đi xuống và tầm khoảng 3 tầm khoảng 4 đến 500 000 là hết cỡ. Thì anh chị cứ thử tính đi, nếu anh chị bỏ ra một ký một một, một, một ký trứng là 500 000 hoặc 400 000 Anh chị được khoảng từ 8 đến 10 000 con. Trong khi giờ anh chị mua anh chị bỏ 10 000 con ra anh chị mua ốc giống thì anh chị phải hết 2 triệu rưỡi. Còn bây giờ anh chị chỉ cần bỏ ra khoảng 4 đến 500 ngàn thôi, anh chị cũng được khoảng tầm gần 10 ngàn con rồi. Thì với cái giá tiền là 2 triệu rưỡi anh chị có thể mua được với lượng trứng gấp 5 lần, đó là khoảng từ 5 đến 6 7 kg. Thì cái khoảng đó thì nó sẽ giúp cho anh chị có một cái lượng ốc giống rất là lớn. Với thứ hai á, là khi anh chị mua trứng về á, anh chị ấp á thì trứng vận chuyển đi xe rất là dễ, chỉ việc đóng thùng và gửi đi, có thể gửi từ Cà Mau cho ra tới ngoài Lạng Sơn cũng được khoảng 2.000 cây số hoặc 3.000 cây số không thành vấn đề. Còn khi anh chị chuyển 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 ốc con thì rất là nguy hiểm vì nó là sinh mạng sống nhá. Chuyển kiểu đó thì rất là 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 là, là có vấn đề. Còn trứng thì nó chỉ là phôi thôi, nó 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 chưa hình thành à, sống theo kiểu con ốc đâu. Nên, nên vận chuyển vẫn còn dễ hơn. Đương nhiên thì trong quá trình vận chuyển cần phải cẩn thận nhẹ nhàng và lót bông cho thật kỹ để không bị tránh vấn đề về va đập. Nó làm cho hư 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 trứng hoặc là bị chết phôi. Còn một yếu tố nữa là vấn đó là vấn đề về vận chuyển thứ hai là vấn đề về nguồn nước thì khi mà anh chị mua trứng về anh chị ấp thì con ốc con sau khi nở ra nó sẽ quen được với cái nguồn nước của nhà anh chị luôn đó mới nở ra nó rớt xuống cái nguồn nước của nhà anh chị em không cần biết nguồn nước đó là nguồn nước gì có thể là nguồn nước giếng nguồn nước sông ao hồ gì đó nhưng mà ngay từ lúc đầu tiên lọt lòng tổ trứng ra nó đã hình nó đã được thích nghi với cái nguồn nước nhà anh chị rồi thì nó sẽ tạo ra cho con ốc cái sự phản ứng là theo kiểu là thức nghi dần. Nó không có bị à, sốc hoặc không có bị theo kiểu gọi là à, không không thích nghi được. Đó làm cho sức khỏe con ốc rất là tốt. Thì à, cái nhược điểm của của con của trứng giống thì nó lại là cái ưu điểm của con ốc giống. Đó là vấn đề về thời gian là anh chị mua ốc giống về anh chị không mất thời gian ấp nở và à, ương ốc con. Nhưng mà ngược lại thì cái nhược điểm của mua trứng giống đó là vấn đề về tài chính này về tiền này về vấn đề về sức khỏe của ốc này thì ngược lại nó lại là ưu điểm của nuôi ở khi mà mua mua trứng về nuôi đó là cái vấn đề mà em phân tích cho anh chị em biết để anh chị em có thể tự do lựa chọn cái cách thức làm sao để tiếp cận với cái nguồn giống cho nó phù hợp à, và xin thưa với anh chị rằng là À, con ốc giống thì sau khi mà di chuyển với một quãng đường xa như vậy Một vài trăm cây số Em khẳng định với anh chị rằng là Con ốc giống 2 tuần tuổi nó chỉ to hơn cái chân của cây nhang một tí xíu thôi Thì anh chị mua về Nếu như anh chị có một cái bể nhỏ anh chị tự ương á Anh chị còn biết được nó sống bao nhiêu con nhá Chứ nếu mà nghe lời một số anh chị mà mua ốc giống về Mà thẻ ra một cái ao hoặc là một cái mương thật là to thật là dài Thì em xin thưa rằng Tỷ lệ hao hụt là bao nhiêu chỉ có trời mới biết Người ta có thể nói là tỷ lệ sống là 8-90% chứ đó là người ta nói thôi. Còn khi ra môi trường tự nhiên rồi rất nhiều thứ vấn đề mà mặt phải có thể do gặp cá này, lươn này, thiên địch này. Đó, chỉ trong quá trình nuôi mà bị những con đó nó ăn thôi thì đã suy giảm tỷ lệ rất là nhiều. Đó là chưa nói đến vấn đề về dịch bệnh, về chết đấy nhá. Đó là em nói để cho anh chị Còn cái vấn đề mà người bán ốc giống họ nói rằng là họ sẽ đảm bảo cho anh chị và bà con sau khi thả ốc giống một tuần nếu có sự cố mà ốc chết họ sẽ bồi thường cho anh chị và em xin thưa rằng ốc sẽ không bao giờ ốc con sẽ không bao giờ chết trong một tuần rất ít khi chết trong một tuần thường ốc sẽ chết vào tuần thứ hai họ thì bảo đảm cho anh chị một tuần mà ốc thì thường chết vào tuần thứ hai trở đi vậy thì coi như cái sự bảo đảm của họ không còn nữa họ chỉ có trách nhiệm sống chết trong tuần đầu tiên và chính bản thân những anh chị đó cũng thừa biết rằng là ốc con sẽ chết vào tuần thứ hai Tại sao họ không dám bảo đảm một tháng, hai tháng hoặc hơn mà họ chỉ bảo đảm một tuần? Một tuần là ngưỡng an toàn mà người bán ốc giống có thể chắc chắn lấy được tiền của anh chị mà không phải bồi thường cho anh chị. Nhưng mà từ tuần thứ hai trở đi nguy cơ mà ốc chết thì cực kỳ cao. Thì chính vì vấn đề em đã trải qua rồi nên em mới tư vấn cho anh chị em biết. Thì đương nhiên thì trong quá trình mà mua trứng về thì anh chị lại gặp cái vấn đề về hơi khó khăn một chút xíu là vấn đề về kỹ thuật ấp trứng. Thì em xin thưa với anh chị rằng là như này hiện tại ở trên YouTube hoặc là trên Facebook á, có rất nhiều cắt mà anh chị chỉ ấp trứng cách nào nó cũng nó cũng tốt hết. đương nhiên thì à, à, nếu ví dụ anh chị mà bà và bà, bà con mà có cái duyên mà xem xem cái cân ốc giống công của tụi em á thì anh chị có thể mua trứng ở bất kỳ nơi nào anh chị muốn. bên em thì không ràng buộc gì cả anh chị mua đâu cũng được. nếu anh chị không biết cắt ấp trứng anh chị cứ điện trực tiếp cho anh An cái số điện thoại anh đính kèm ở màn hình á thì anh sẽ tư vấn cho anh chị em cái cách mà ấp trứng làm sao cho đạt hiệu quả cao nhất. Ví dụ là cao từ 90% trở lên. Đó, thì khi mà anh chị ấp trứng được rồi, thì anh chị cũng có con giống mà. Nuôi thì anh chị sẽ có được cái hiệu quả kinh tế cao hơn. Đó, anh chị đừng bao giờ băn khoăn suy nghĩ là phải mua, thì tụi em mới chỉ không. Anh chị mua hay không mua thì bên em vẫn tư vấn nhiệt tình cho anh chị có thể nuôi tốt được. Vẫn có, vẫn có thể giúp cho anh chị em trong cái tầm tay của tụi em Đương nhiên thì có một số chuyện buộc anh chị em phải tự làm Như là cho ăn này, như là bổ sung khoáng này, anh chị phải tự làm Còn vấn đề kỹ thuật về ấp trứng thì em sẽ tư vấn cho anh chị rất là cận kẽ Đó là cái thứ đấy Còn cái vấn đề ở đây là bên em làm ra cái mô hình nuôi trên bể bẹt này Không phải là quảng cáo bán thuốc hay là bán giống gì cả thì bên em đâu có bán giống đâu Và cũng nào có bán thuốc Mô hình bên em luôn là không có dùng thuốc và không thay nước thì chủ yếu bên em làm ra để cho bà con mà có cái tư duy có cái ý tưởng chuẩn bị nuôi trên bể bạc hoặc nuôi mà đất bại cũng có một cái điểm tựa về tinh thần anh chị có thể làm theo cách bên em hoặc không làm theo thì tùy đó là sự lựa chọn của anh chị nhưng bên em vẫn làm ra để bên em nhắc nhở nói chung là nhắc nhở thì hơi quá đáng nhưng bên em củng cố cái niềm tin về tinh thần cho anh chị biết rằng là nuôi bể bạc chắc chắn thành công và có thể làm kinh tế được nhá còn tại sao mà không thành công tại sao không làm kinh tế được là không phải do cái mô hình đó mà là do cái người thực hiện mô hình đó thôi thì anh chị và bà con nào mà có cái nhu cầu nếu ốc trên bể bạc thì cứ việc điện đến trực tiếp cho tụi em tụi em sẽ tư vấn cho anh chị hoặc là có thể theo dõi cái kênh youtube ốc giống mê công để có thể có cái nhìn trực quen về vấn đề về ốc phát triển như thế nào rồi từ đó sẽ đưa ra một cái quyết định có nên đầu tư hay là không À, thôi thì video uh, cũng đã dài rồi em xin phép chào tạm biệt anh chị và bà con chúc anh chị và bà con có một ngày làm việc được uh, vui vẻ hạnh phúc và thuận lợi được uh, vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và người thân uh, hôm nay thì ốc của em được 29 ngày em xin uh, chào tạm biệt anh chị và bà con